Xin chào các anh chị em. Mình tên là Thúy Phạm, đến từ Sacramento, California. Hôm nay mình có một cái chia sẻ nhỏ có thể giúp tiệm nail của mình tăng được income với một cái service rất là đơn giản. Và cái service này mình được làm cùng giờ trong khi người khách đang làm tay hoặc là làm chân. Thì cái dịch vụ này có cái tên gọi là Refreshing Mask. Cái mục đích mình đưa vô tiệm nail có nghĩa là mình đáp ứng được nhu cầu của những người khách đến tiệm của mình, đó là cái nhu cầu làm đẹp. Thì ngoài làm tay làm chân thì cái nhu cầu làm đẹp cho gương mặt của họ thì rất là quan trọng. Mà theo Thúy nghĩ đây là một cái dịch vụ mà quan trọng nhất đối với cái người khách hàng của mình, là đáp ứng được cái nhu cầu làm đẹp của họ. Thì tại sao mình nghĩ mình đưa cái dịch vụ này vô? Vì đó là cái nhu cầu trẻ khỏe đẹp bây giờ. Mình sẽ giúp tiệm nail mình tăng được cái số lượng khách đến mỗi ngày, cũng như tăng được cái số tiền khách sẽ chi mỗi khi mà khách đến tiệm. Và đây là một cái dịch vụ sẽ thu hút được rất là nhiều người khách mới đến tiệm của mình. Thì Thúy xin giới thiệu, thì trong cái mặt nạ này làm rất đơn giản, trong vòng trước và sau khoảng 10 phút đồng hồ, mình có thể extra được cái số tiền là $20. Và cái chi phí cho cái mặt nạ này nó chỉ khoảng 2 đồng mà thôi. Cho nên mình xin giới thiệu các anh chị cái dịch vụ này ha. Thì trong đây thì nó sẽ có tổng cộng là 8 cái sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất có tên là NAPCA Moisture Mist. Cái này nó có tác dụng giữ ẩm cho làn da của mình. Sản phẩm thứ hai có tên gọi là Face Wash 180. Trong đây nó có 10% vitamin C. Nó giúp cho cái làn da của mình chống được cái sự oxy hóa, cái sự ô nhiễm của môi trường. Sản phẩm thứ ba có tên gọi là Exfoliation Scrub. Nó là một dạng cát rất mịn, rất là gentle và rất là an toàn cho mọi làn da. Khi mà mình mix với Face Wash 180 thì sẽ giúp lấy đi được những cái chất dơ bẩn bám trên lỗ chân lông. Sản phẩm thứ tư có tên gọi là Glacial Marine Mud. Sản phẩm này được làm từ, họ lấy từ cái bùn ở vùng biển lạnh ở bên Canada. Cái sản phẩm này cũng giúp lấy đi những chất dơ ở lỗ chân lông của mình, đồng thời làm cho cái lỗ chân lông của mình khép kín lại, và nó đưa cái chất dinh dưỡng, những khoáng chất vào trong cái làn da của mình. Sản phẩm kế đến có tên gọi là Enhancer. Enhancer Enhancer Skin Conditioning Gel. Nó làm một cái dạng chiết xuất từ cây lô hội, là cây aloe vera. Nó giúp cho cái da của mình tránh đi sự bốc hơi nước, và nó protect cái da của mình trong khi mà mình tiếp xúc những cái loại mà mỹ phẩm, hay là những cái loại make up, hay là những cái loại về skin care, nói chung là các cái loại gọi là mỹ phẩm lên những cái hoạt chất lên da của mình. Thì cái aloe vera này nó giúp cho mình bảo vệ cái làn da của mình để nó không có bị break out hay là mẩn ngứa trong khi mình đắp mặt nạ. Cho nên đó là lý do mà trong cái mặt nạ này nó rất là an toàn cho mọi làn da, kể cả những cái da mà rất là nhạy cảm, nó gọi là sensitive skin, thì cái này rất là an toàn khi có cái enhancer này trong cái mặt nạ đó. Và cái kế đến á, nó là một dạng mặt nạ deep clean có tên là Clay Pack Deep Cleansing Mask. Nó giúp hút bớt những cái dầu nhờn trong cái làn da của mình và để lại cho mình một cái làn da tươi mát. Và cái kế nữa, nó gọi là Creamy Hydrating Mask, là nó đưa những cái chất dinh dưỡng vô làn da của mình, cũng như giúp cho làn da khô có một cái độ
ẩm cân bằng. Và cái cuối cùng là mình có một cái cream giữ ẩm. Thì trong công ty Nu Skin rất nhiều loại. Chúng ta có thể dùng những cái loại nó gọi là light moisturizer, medium or rich moisturizer, có những cái tên khác nhau. Thì ở đây mình dùng cái loại là rejuvenating cream, is the medium for moisturizer. Nguyên một cái hộp set như vậy thì khoảng 132 đồng. Và mình sẽ làm được như vậy từ 40 cho đến 45 cái mặt nạ, tùy theo những cái gương mặt to hay nhỏ. Thì đây là một cái loại mặt nạ mix, cho nên là tùy theo cái loại da của người khách hàng của mình mà mình sẽ mix những cái nào nhiều hoặc là ít, tùy theo cái nhu cầu của làn da của họ. Thì trong cái mặt nạ này có hai cái sản phẩm chính, đó là Enhancer Skin Conditioning Gel và Marine Matte. Đây là hai cái sản phẩm chính và lúc nào cũng phải có trong cái mặt nạ, cho dù họ là loại da nào. Đây là phần sản phẩm chính. Và kế đến, nếu mà da khô thì hai sản phẩm này cộng thêm lấy cái Creamy Hydrating Mask. Còn nếu như mà da họ khô nhưng mà mình nhìn vô mình cảm thấy nó không có được sáng, có nghĩa là dưới lớp chân lông vẫn còn dơ, thì mình add thêm một chút xíu gọi là Clay Back Deep Cleansing để mình make sure rằng sau cái mặt nạ này cái làn da của họ phải được rất là sạch mà sâu trong lỗ chân lông, và nó mới đem lại được cho mình một cái làn da rất là trắng sáng mịn màng. Còn về phía da dầu thì cũng hai sản phẩm trên mình cộng thêm Clay Back Deep Cleansing Mask thì nó sẽ giúp hút những cái dầu nhờn ra. Kế đến làm cái làn da cho da hỗn hợp. Thì khi da hỗn hợp thì có những vùng T-zone thì đa số là da dầu lỗ chân lông to. Còn những vùng còn lại có thể là da thường và da khô. Cho nên Thúy sẽ mix 4 thứ lại với nhau. Thì tùy theo, nếu mà người ta nhờn nhiều thì cái clay pad nhiều hơn và cái creamy ít lại. Hoặc là nếu mà da nhờn, cái dầu nhờn nó ít, lỗ chân lông vừa phải không quá to, thì cái clay pad và cái creamy half and half, 50-50 theo cái số lượng. Cho nên để mà chắc chắn là mình sẽ biết mình dùng thế nào không có lộn á, thì khi mà các anh chị nhận hàng về thì mình nên bỏ một chút thời gian ra để mình đọc từng sản phẩm, để mình coi cái công dụng của từng sản phẩm như thế nào, để khi mình gặp những cái làn da và mình sẽ làn da của khách hàng mình đến, thì mình sẽ có thể là mình biết rằng họ cần cái gì nhiều và cái gì ít. Cho nên cái số lượng là tùy thuộc vào các anh chị thôi. Và đây là một cái dòng sản phẩm rất rất là an toàn, cho nên các anh chị cứ mạnh dạn trải nghiệm cho mình trước và sau đó mình sẽ dùng cho khách hàng. Đó là cái tinh thần của Nu Skin các anh chị ha. Rồi và sau đây mình sẽ mời một người mẫu và mình sẽ làm những cái thao tác, tại vì mình muốn giới thiệu các anh chị là cái thao tác này mình làm thật là nhanh gọn, có nghĩa là mình rửa mặt trong vòng 1 phút, sau đó mình trộn mặt nạ trước mặt cái người khách hàng của mình, có nghĩa là hàng của mình sẽ được bày ra cho họ thấy là mình đã làm cái gì, và sau đó mình đắp lên. Và sau khi cái service tay hoặc là chân làm xong thì sau đó mình dùng cái khăn ấm và mình đắp lên mặt để khoảng 20 second, sau đó mình lau ra. Thì bây giờ Thúy sẽ làm demo thì các anh chị có thể thấy step by step. Xin chào các anh chị, thì đây là mình có người mẫu, chị là Tâm Phạm, cũng đến từ Sacramento của mình. Chị năm nay 57 tuổi. Chị có một cái làn da thường rất là đẹp các anh chị. Da của chị da thường, lỗ chân lông rất là nhỏ, bị màng, không nhanh nhiều. Độ săn chắc của da cũng rất là good hả chị ha. Thì rất là cảm ơn chị Tâm tham gia cái video clip này, để có thể làm mẫu cho chúng ta, để mà chúng ta có thể thực hành. Rất cảm ơn chị. Người khách của mình đang trong tư thế ngồi, đây là giống như đang trong tư thế làm tay. Thì mình nên cho họ một cái khăn để cho make sure là những cái sản phẩm nó không có rơi xuống áo của họ các anh chị ha. Thì trước tiên mình dùng nước ấm và dùng hai cái miếng bông rửa mặt
lau sơ qua để lấy đi những cái bụi bặm ở bên ngoài. Và trước khi mình rửa mặt thì mình sẽ spray cái nắp cao moisture mist. Và sau đó mình lấy một chút với cái số lượng như thế này, 180, và với số lượng tương tự của cái exfoliant scrub, lấy một chút nước mình đánh tan nó ra, và sau đó mình rửa nhẹ. Cái động tác này mình chỉ cần làm trong vòng 1 phút thôi ha các anh chị ha, không làm lâu. Vì khi mình làm quá lâu đó thì nhiều khi thật sự là mình thấy không cần thiết. Với lại cái cát mịn này nè, nó làm chà lâu quá thì nó sẽ làm rát mặt của cái người khách của mình. Và mình tập trung vào cái vùng T-zone nè các anh chị nhé, là cái vùng mà có nhiều cái tại vì cái lỗ chân lông của mình vùng đó thường là nó lớn cho nên là nó sẽ dơ dơ nhiều. Thì trong vòng khoảng 1 phút thì là mình sẽ và sau đó mình dùng cái bông mình lau. Anh chị nên dùng hai cái chén nước ha, để mình có thể mình tráng lại, và sau đó mình sẽ mix những cái mặt nạ lại với nhau. Chị Tâm thì là da thường thì sẽ mix Glacial Marine Mud Enhancer và Creamy Hydrating Mask. Vì da của chị rất là sáng cho nên mình không cần cho thêm clay pad vô các anh chị. Đây là cái lượng mà mình sẽ mix. Mà khi mình mix á thì là mình phải make sure rằng nó phải rất là smooth, mình feel được nó mềm mại chứ nó không quá cứng. Tại vì thật sự trong ba cái sản phẩm này thì không có cái gì mà nó cứng cả, đặc biệt khi mà cái clay pad deep clean á thì cái đó rất là đặc. Cho nên nếu mà có cái clay pad deep clean vô thì mình phải cho hơi nhiều một tí cái enhancer để cho nó sẽ mềm, cho nên các anh chị thấy nè, rất là mềm ha, rất là mềm. Thì khi nó mềm như vậy thì mình đắp lên mặt khách thì khách rất là dễ chịu, và mình đắp nó rất là smooth. Và khi mình đắp thì mình lúc nào mình cũng nói với khách đó là đây là một dạng cái mặt nạ mix, và nó sẽ có cái cảm giác như là nó lạnh lạnh the the, có thể là hơi rát rát nếu như ai da ai là nhạy cảm, nhưng mà nó chỉ là hơi hơi thôi, và cái cảm giác này sẽ mất đi trong vòng 2 tới 3 phút. Và có những người mà có làn da thường thì hầu hầu như là họ không có feel gì hết, chỉ feel mắt lạnh thôi, và cảm giác là rất là thoải mái, rất là dễ chịu.
thì người mẫu có thể có cái cảm giác như thế nào thì người mẫu có thể chia sẻ được không ạ? Đúng mà rất là mát, mát mà the the, người dễ thương. Và sau khi mình đắp mặt nạ xong thì các anh chị có thể tiếp tục làm tay hoặc làm chân. Và mình sẽ để cái mặt nạ này trên da từ 25 cho tới 30 phút. Và anh chị có thể để lâu hơn, 1-2 tiếng. Nếu mà như người khách còn ở trong tiệm mình làm những cái dịch vụ thì mình có thể mình để 1 tiếng đồng hồ cũng rất là an toàn. Bây giờ cái mặt nạ đã mình không quan trọng là khô hay là đã ướt hay là gì, mình không quan trọng. Cái tới thời gian là qua 20 phút là anh chị và xong cái service của mình là mình sẽ remove cái mặt nạ này ra. Thì mình dùng cái khăn ấm. Và các anh chị nên chọn cái màu khăn nếu mà tệp với cái màu mặt nạ thì càng tốt ha các anh chị ha. Có nóng đúng không chị? Ok. Ok. Và mình đắp nhẹ lên. Mình giữ. Khoảng 20 giây. Để cho cái mặt nạ nó mềm ra. Mình rất là dễ remove đó. Và mình dùng Nakamoto Mist. Và miếng bông tròn. Mình lau nhẹ lại. Các anh chị có thể đứng phía trước người khách nếu người khách đang làm trên ghế làm chân, hoặc là nếu mà cái ghế làm tay của mình mà cái lưng dựa nó cao thì anh chị cũng có thể làm phía trước giống như vậy. Anh chị có thể làm từ phía trước, không nhất thiết phải đứng phía sau, tại vì khi mình làm video video clip này mình đứng muốn đứng phía sau để cho các anh chị thấy rõ, còn phía trước thì mình có thể mình đứng bên hông như vậy. Và sau khi cái mặt nạ đã xong thì có thể người mẫu có thể cho mình một cái cảm giác, có thể nói lên cái cảm giác của mình sau khi mà đắp được cái mặt nạ này xong. Mặt nó giống như nó nhẹ mà nó cũng láng, nó mát mát, nhẹ, rất là nhẹ, rất là mát. Anh chị có feel nó fresh không? Cái da mình Fresh, nhất là nó giống căng như đầy, nó thai, nó căng, nó làm nó cho mình căng. căng nhưng mà không có cái cảm giác khô mà, Không không phải không, không? nó rất là mát, mình nó dễ chịu lắm, nó fresh. Và các anh chị thấy cái da mặt rất là sáng, rất là sáng. Mình không nhìn được da mình nghĩ chắc nó phải sáng, tại vì nó nhẹ lắm. Nhưng mà mình cảm thấy nó đầy đầy căng căng đúng không ạ? Căng căng Đầy căng căng, căng. mà cảm giác căng nhất là cái lúc trong khi đang đắp mặt nạ, làm như là nó căng, nó thay cái mặt mình lại, mình thấy rất là rõ. Còn bây giờ thì nó mát, rất là dễ chịu. Và sau đó mình sẽ giữ ẩm bằng cái loại moisturizer. Nếu như ban ngày thì ở Nu Skin có những cái sản phẩm dưỡng da có chống nắng, hoặc là các anh chị có thể dưỡng da này xong và đắp thêm một cái lớp bên trên, nó gọi là Sunrise của Nu Skin, có tác dụng chống nắng. Đó là tùy ha, mình nên chống nắng khi mà ở ngoài vẫn còn nắng.
Dạ xong. Như vậy là một cái service của mình nó khoảng 10 phút, trước sau khoảng 10 phút, và mình lấy được thêm 20 đồng. Thì chúc các anh chị thành công.